Ngay từ đầu năm 2024, thành phố Thái Nguyên là địa phương được Ban tuyển sinh quân sự tỉnh chỉ đạo làm trước nội dung tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại trường Trung học phổ thông Gang Thép. Trên cơ sở đó, các địa phương khác rút kinh nghiệm triển khai. Tại đây, các em học sinh đã được nghe giới thiệu về các nhà trường quân đội, phương thức, chỉ tiêu, đối tượng, khu vực, tiêu chuẩn tuyển sinh. Công tác giáo dục hướng nghiệp nghề đối với trường Trung học phổ thông Gang Thép chúng tôi luôn luôn rất là quan tâm, mà bởi vì đây chính là cái giúp cho học sinh cái hướng đi đầu ra cho các em sau khi các em tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng tôi thấy rằng là cái chương trình mà tuyên truyền về công tác tuyển sinh cho quân đội đối với các em học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Gang Thép chúng tôi thấy rất là ý nghĩa, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua cái chương trình này là các em hiểu hơn trong cái con đường mà các em lựa chọn, đặc biệt là con đường khi mà các em mong muốn vào các trường quân sự. Không chỉ chủ động tuyên truyền, tỉnh Thái Nguyên còn phối hợp với các nhà trường quân đội giải đáp những thắc mắc của học sinh. Qua đó các em học sinh không chỉ hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh, đào tạo của các học viện, nhà trường trong quân đội, mà còn nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chương trình tuyển sinh quân sự năm nay thì giúp ích rất nhiều cho chúng em, đặc biệt là những bạn có nguyện vọng theo học các trường quân sự. Bởi vì khi các bạn định hướng được nhưng mà còn chưa hiểu rõ về cái ngành học mình đang học thì chương trình này rất có ích đối với chúng em. Thực tế những năm gần đây, số thí sinh đăng ký thi tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội đã giảm đáng kể. Nguyên nhân chính là do cơ chế thị trường cùng với công tác tuyên truyền định hướng tuyển sinh quân sự chưa kịp thời, dẫn đến nhiều học sinh thiếu định hướng từ việc rèn luyện thể chất, học vấn và nhất là khối ngành đăng ký tham gia. Với việc tăng cường công tác tuyên truyền, không chỉ giúp các em học sinh có được định hướng ngành, nghề học chính xác, mà còn biết mình sẽ được đảm bảo những chế độ, quyền lợi như thế nào khi trúng tuyển. Thí sinh mà khi trúng tuyển đào tạo vào các học viện nhà trường ở trong quân đội thì được quân đội bảo đảm về ăn, ở, mặc và phụ cấp hàng tháng và không phải đóng học phí. Được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho học tập. Sau từng năm học thì những học viên xếp loại xuất sắc, loại giỏi thì được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Học viên thì được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ Tết theo quy định trong quá trình học tập. Học viên tốt nghiệp ra trường thì được giám đốc, hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp đại học. Học viên tốt nghiệp thì được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan từ thiếu úy đến thượng úy, tùy vào từng đối tượng đào tạo và phân công công tác. Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi thì được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác. Với nhiều giải pháp phù hợp, đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã có trên 500 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các nhà trường quân đội, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương nhận hồ sơ đang tiến hành khám sơ tuyển. Thời hạn sơ tuyển dự kiến đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2024. Đây chính là kết quả bước đầu khả quan đối với công tác tuyển sinh quân sự năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.